Xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo số trang, tạo tiêu đề riêng biệt cho từng trang văn bản trong đồ án, trong luận văn hay sáng kiến kinh nghiệm. Do trang đầu tiên của luận văn, đồ án hay sáng kiến kinh nghiệm chúng ta thường là trang bìa, chính vì thế chúng ta không đặt số trang. Để hình dung rõ hơn, các bạn sẽ quan sát cái một cái bài tôi tạo sẵn ở đây. Các bạn nhìn thấy trang đầu tiên tôi để là mục lục, nhưng vì thế tôi không đánh số trang. Tuy nhiên tôi có tiêu đề riêng. Đối với trang số 2, tôi tạo tiêu đề cho trang số 2 chính là chương 1, đồng thời bắt đầu đánh số trang từ đây đi. Đối với trang tiếp theo, đó là chương 2, thì tôi cũng có tiêu đề riêng đó của chương 2, đồng thời có số trang riêng của chương 2. Tôi cũng bắt đầu chương 2 với số trang từ 1. Đến chương tiếp theo, tôi cũng có tiêu đề riêng, đó là chương số 3, tiêu đề bức ảnh đẹp. Tôi cũng có trang bắt đầu là trang số 1 và trang kết thúc. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện để chèn được tiêu đề trên và tiêu đề dưới. Đối với Word 2010 chẳng hạn, chúng ta có hai cách khá là đơn giản. Cách thứ nhất, chúng ta vào Insert, chọn Footer hoặc Header. Cách thứ hai chúng ta cũng làm nhanh hơn, đó là nhấn đúp vào phía trên cùng của trang văn bản thì cái khung tiêu đề trên và tiêu đề dưới sẽ xuất hiện. Sau đó chúng ta nhập nội dung vào. Các bạn lưu ý, khi chúng ta tạo tiêu đề trên và tiêu đề dưới mà chúng ta lại có hai cột dữ liệu, chúng ta nên chèn bằng biểu ngay trong tiêu đề để quá trình chỉnh sửa không bị thay đổi. Sau khi chèn và căn chỉnh xong nội dung, chúng ta sẽ vào Home và chọn vào No Border. Lúc này khung của bảng biểu đã hiện đã ẩn đi. Ta có một cái tiêu đề khá là đẹp. Để không đánh số trang đầu tiên, chúng ta sẽ tích vào một Different First Page. Thì tích vào một clip trên web page. Sau khi tạo xong, bạn lưu ý là đặt con chuột thật vào trước tiêu đề của chương tiếp theo. Sau đó vào mục layout, trong mục break chúng ta chọn continue. Trước khi thay đổi nội dung, các bạn bỏ dấu tích trong mục link to preview. Nếu các bạn không bỏ mục này thì quá trình chỉnh sửa của chúng ta là không có ý nghĩa. Sau khi chỉnh xong, chúng ta sẽ chèn số trang ở phía dưới. Chúng ta chèn số trang cho tiêu đề dưới page number và chọn định dạng trái phải giữa. Ngoài ra các bạn có thể vào một format page number để đặt số trang bắt đầu. Chúng ta sẽ đánh bắt đầu từ trang thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Tương tự đối với chương tiếp theo, chúng ta lại đặt con trỏ vào đầu của chương. Sau đó chúng ta sẽ vào layout, chọn break, continue. Và nhớ phải bỏ chọn link to preview.
đối với chương tiếp theo chúng ta lại đặt con trỏ vào đầu của chương, sau đó chúng ta sẽ vào layout, chọn drag, continue và nhớ phải bỏ chọn input preview. Tiêu đề của trang đã được tạo theo ý của chúng ta. Chúc các bạn thành công.